Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại cảnh tuyết của năm 2015 cho các bạn xem lúc đó tuyết rơi trắng xóa rất là nhiều Mấy năm gần đây thì lại ít tuyết hơn cho nên mình lại ít quay Lúc đó mấy đứa con của mình á rất là mê chơi tuyết, xin mẹ ra ngoài để chơi tuyết mà lạnh lắm các bạn nhưng mà mấy đứa nhỏ mê quá rồi quên lạnh luôn. Cô con gái thiếu nhì của mình ráng lăn lăn cục tuyết làm sao để cho cục tuyết càng ngày càng dính vô để có một trái banh tuyết thiệt bự. Các bạn biết lăn cục tuyết đó rất là nặng lắm. Cô bé dùng sức rất là nhiều để lăn Mình đã lăn thử rồi Mình lăn một cái là coi như mình nhào ra ngoài trước Còn hai cái chân mình thì trượt ra Mình nằm dài lên luôn Rất là mất cười Còn đứa con trai của mình nè <laughs> Đang đứng làm gì Liết dọc, liết ngang Định làm gì đây Đó Thử bánh xe, xem bánh xe còn lăn được không đó các bạn <laughs> Đó, kiểm tra coi bánh xe sau bao nhiêu nè. Rồi, <laughs> nhìn rất là dễ thương mấy đứa nhỏ. Bây giờ mình nhìn lại cảnh này mình thấy quá là vui các bạn. Đó, rồi ở đây hai đứa con gái của mình cứ lăn lăn cục tiết đó, cô con gái lớn của mình thì có sức nhiều hơn lăn cục tiết bự hơn các bạn cô con gái nhỏ cũng ráng dùng sức của mình lên để lăn cho cục tiết băng của chị đó <laughs> rất là thích thú các bạn đó lâu lắm rồi bây giờ mình quay lại cái đoạn phim cũ mình ngồi mình nhìn á mình cảm thấy là rất là nhớ cái lúc đó mấy đứa con của mình nó còn nhỏ còn thơ dễ thương quá đó làm điệu cho mẹ chụp hình đó cười lên <cười> rồi cô con gái thứ nhì của mình nè làm gì các bạn biết không Nói là Cậu em trai ơi Đợi chút xíu để chị Vân lăn cái cục tiết tới Để bỏ lên xe của đứa em Kevin Để cho chiếc xe chở cục tiết bự này Chắc lấy cái cục tiết mà bỏ lên chiếc xe Chắc là xịt lép chiếc xe luôn đó các bạn Đó, lăn không nổi nữa Dùng tay quất vô cục tiết Làm sao mà bẻ nổi với cục tiết đó Đã hít cứng ngắc rồi các bạn phải tới ngày mai ngày mai mặt trời thì lên á thì những cái tuyết này nó mới nhả ra các bạn còn bây giờ nhiệt độ rất là lạnh thì đủ cho tuyết không có tan dính lại nha các bạn đó cô con gái mặc áo màu hồng của mình cứ hăng say lăn cục tuyết ở đằng kia <laughs> hai cô con gái đó lăn như vậy là chút xíu nữa vô chắc là đói bụng lắm muốn mẹ làm cho món gì ăn đây đó cứ lăn như vậy qua cái sân à, tiết của người hàng xóm lăn đó các bạn đó <laughs> lăn khi nào cho hết dính hết cái um, khu vực tiết chỗ này là được trái banh rất là bự đó đứa con trai mình thì cứ mê chiếc xe mê mãi đẩy tới đẩy lui đó tìm cách không biết tìm chỗ nào để 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 xúc thêm vài xe tiết nữa nè nhìn mấy đứa nhỏ chơi mà thấy thương quá lâu lắm rồi mới được nhìn lại cái cảnh ba uh, năm về trước á các bạn nhìn thiệt là thích ha đó mình quay phim mình kỷ niệm lại lâu lâu mình lấy ra mình xem mình cảm thấy rất là nhớ có hoàn cảnh lúc đó ha <laughs> vui thiệt đó nhìn như vậy á Ừ, người lớn cũng thích chơi nữa chứ đừng có nói uh, con nít nha mình cũng thích ra chơi tuyết lắm nhất là thích ra chụp hình nè các bạn đó mùa đông cây cối đều khô hết trơn ừ, có vài cây sống tuyết được thì nó màu xanh rồi bây giờ thì mấy đứa nhỏ nhà mình cứ loay hoay loay hoay như vậy để chơi cho thỏ thích những cái bột tuyết này thì mình cứ nói là ba đứa đi vô nhà chơi đi không chịu các bạn Nói muốn ở đây chơi khi nào mà Cho lạnh mà chịu không nổi nữa Thì mới vô nhà Còn mình thì mình đứng wow, Mình quá lạnh luôn các bạn Mình đứng mình quay phim Mình không có hoạt động nhiều Còn mấy đứa nhỏ dùng sức Thì cơ thể nó sẽ nóng lên Rồi nó sẽ bớt lạnh hơn chút xíu các bạn Còn <laughs> Mình nhớ lần đầu tiên Mình mới qua Mỹ à, Tháng 8 năm 2007 Lúc đó Có uh, bầu đứa con gái đầu tiên đó các bạn được năm à, 5 tháng hay 6 tháng gì đó Lúc ra ra đứng ngoài tiếc kia đứa baby trong bụng nó quậy Giống như là mình không biết sao nữa Giống như nó cũng muốn chơi tiết cùng với mình hay sao Lần đầu tiên mình đụng thấy tiết á Mình cảm thấy thì giống như đá bào thôi Nhưng mà xung quanh rất là lạnh các bạn ừ, Ra mình mình mặc đồ không đủ ấm là Tay chân mình nó buốt, nó tê hết luôn Bây giờ mới đi nhỏ nhà mình nè đó, nằm xuống dưới tuyết để lấy tay lấy chân vậy tới vậy lui để cho cái tuyết nó trơn lắm các bạn. Đó, làm như vậy rất là thích. Mấy đứa nhỏ ở Mỹ hay chơi như vậy đó. <laughs> Mấy đứa con nhà mình á thì nằm xuống như vậy đó, qua tới qua lui. <laughs> Nhưng mà cái tuyết mà khi nào mà nó ra bột á, mình vẫy tay vẫy tay á thì nó sẽ tung tóe lên còn cái này nó hơi hơi băng băng rồi các bạn nó trơn lắm mình đi mạnh nó có thể trượt đó tại vì rơi từ sáng mà tới chiều thì um, tuyết nó cũng không có còn bột nữa đó nhà mình nè mấy đứa nhỏ đắp người tuyết lấy hai trái dâu của mình trồng ra gắn làm con mắt kìa các bạn thấy không <laughs> còn cái củ cà rốt <laughs> gắn làm cái lỗ mũi còn không có hai cái tay Đi lấy hai cái que cây khô đó gắn làm hai cái tay coi chị nè đổ lên xe đứa em như vậy không biết có sập xe không nữa đó 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 đó, đó. rồi cô chị lớn lại đắp thêm tuyết vô đứa em trai không đồng ý rồi đó hất hết ra ngoài rồi các bạn ơi uhm, đứa con gái thứ nhì của mình thì mê đi hốt những cái bột tuyết về để đắp lên cho xe đứa em trai còn đứa em trai á, thì không có muốn lắm <laughs> nhìn mấy đứa nhỏ chơi thiệt là vui ha Ừ, ước gì mình còn nhỏ giống vậy mình cũng được chơi thích thú thiệt đó hồi nhỏ mình coi cái phim tiểu long nhân à lúc đó mình thấy tiểu long nhân đi trong tuyết mình ước gì mà mình được đụng tới tuyết mà không ngờ sau này thì mình lại sống bên xứ tuyết <laughs> lúc thì lạnh quá mình ước gì mình được ấm áp thì mình lại nhớ việt nam <laughs> thì đó giống như khi nào mình không có thấy thì mình thích còn mình thấy hoài thì mình uh, sợ luôn á các bạn tại vì tuyết nó rơi thì đẹp thì đẹp đó nhưng mà xe chạy rất là nguy hiểm đó mình chạy dễ bị trơn trợt lắm trơn đó, nó trượt bánh xe mình không có vững tay lái được nó cứ trơn hoài như vậy thì đứa con gái của mình đắp tuyết rồi cái này là qua ngày thứ hai qua ngày thứ hai thì tuyết đã nhả ra rồi các bạn đó bây giờ là mấy đứa con mình ra tiếp tục gỡ những mảnh tuyết các bạn thấy mặt trời đã lên cao chiếu xuống thì nắng ấm bắt đầu những cái tuyết này nó băng nó rã ra các bạn nó chảy nước ra thì đứa con gái mình mở từng mảng từng mảng một ra để đem xuống cho đứa em đang đứng đợi dưới nè đợi để làm chi để được mảnh tuyết để bẻ ra bẻ ra để thành hình trái tim đó đứa con gái của mình đang cố gắng gỡ mà không được nè rồi cô con gái nóng ruột quá muốn trèo lên thử gỡ nè nhưng mà thấp quá mới có 5 tuổi làm sao mà gỡ được ha ừ, thôi thấy ngó bộ không được lui xuống lại để cho cô chị lại tiếp tục gỡ tuyết đây còn cậu em trai thì bướng bỉnh không chịu mặc bao tay bây giờ cái tay lạnh rồi các bạn thấy tuyết rất là dày ha qua một ngày mà mặt trời lên rồi đó cũng chưa rã ra mới rã sơ sơ thôi chứ chưa có tan cô con gái thứ nhì của mình chơi nè đó làm áo đầm cho con chó bằng tuyết đó các bạn <laughs> mấy đứa con nhỏ của mình chơi tuyết thiệt là thơ ngay thấy thích quá chừng luôn đó đó cứ gỡ từng mảng tuyết mảng tuyết như vậy rồi đưa cho đứa em cầm tới cầm lui cứ đi qua đi lại như vậy vậy là thích đó các bạn <laughs> đó, nặng hơi nặng đi tuyết hơi trơn đó các bạn đi từ từ thôi chứ cũng dễ té tại vì qua một ngày rồi nó bị um, cứng đi nó băng đôi lúc mà tuyết rơi xong á, mà mưa đó các bạn thì nó sẽ dễ trơn trượt hơn nữa nó sẽ thành một đá đá băng màu đen xe chạy dễ bị trượt lắm đứa con trai mình lại mê chiếc máy bay ở trên trời cứ chỉ cứ chỉ máy bay kìa máy bay kìa đó đó chỉ hò như vậy nói liên thiên mấy đứa nhỏ giờ nhìn lại mình thấy con mình cũng lớn quá chừng ha Ừ, thời gian mình quay lại là mình thấy cái veo luôn Rất là nhanh Mới 3 năm mà Mình nghĩ đây giống như là mới khoảng <laughs> Ngày hôm qua hôm kia gì đó Sao mà thấy nó nhanh quá chừng Lúc ở Việt Nam các bạn Mình thấy cái thời gian nó lâu hơn Một ngày nó rất là lâu còn ở Mỹ mình không hiểu đó cô đứa con gái mình gỡ ra được hình trái tim rồi gỡ ra hình mảng băng như vậy chạy tới chạy lui đó nói gỡ trên xe của mẹ đó thì mấy đứa nhỏ nhà mình đó chơi tuyết như vậy thôi thì mình quay mùa đông như vậy để cho các bạn biết là mùa đông tuyết ở Mỹ nó rơi rất là nhiều thì rơi vài lần thì thích chứ ngày nào cũng rơi thì xe khó chạy lắm các bạn thì mùa đông mình đã chia sẻ xong cảnh mùa đông năm 2015. Chúc các bạn một ngày. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha các bạn ơi nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha cảm ơn các bạn rất nhiều chúc các bạn một ngày vui vẻ tạm biệt các bạn